Rồi, hello anh em chá. Hello anh em. Hello anh em HQ, hello anh em Gaming Duro. Hello anh em. Tôi không hiểu sao hôm nay tôi thấy mạng nó cứ hơi bị làm sao ấy kêu ạ. À. Vừa nãy cái lúc mà tôi đang tính livestream thì tự nhiên tôi thấy mạng nó màu đỏ ấy, kiểu là cái đường truyền nó yếu lắm. Anh em xem có bị giật lag gì không? Xem có được không? Không mượt đâu anh em. Đợi thêm tí cho có thêm một vài game nữa vài game nhá. Ôi rồi, chết rồi. Tôi làm rơi cái nắp chai nước rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mượt luôn à? Ok, ngon ngon. Bình thường mà, ngon rồi. Ngon rồi, bình thường là tốt rồi. Ok các em ạ, thì hôm nay chúng ta sẽ cùng đi tìm lạc anh em nhá. Thì là thì trong buổi hôm qua là tôi đã thành công và tôi đã có được rất là nhiều gậy quỷ lửa đấy. Nên là hôm nay là tôi sẽ phải rồi đừng đọc trầm tên tôi, ok các em. Đấy, nên là hôm nay là tôi sẽ đi đi tìm mắt Enderman. Để chúng ta còn đi tìm Stronghold chứ đúng không? Đấy. Nên là hôm nay là tôi đi tìm làng là bởi vì là để tìm được ngọc Enderman hay là chúng ta có hai cách anh em ạ. Một là chúng ta giết bọn Enderman. Hai là chúng ta chết đấu Piglin. Thực ra có ba cách đấy. Thứ ba là chúng ta đổi với thằng chế thuốc ở trong làng ấy. Đấy. Thì là nếu mà bây giờ muốn giết được bọn Enderman ấy là tôi sẽ lại vào địa ngục để tôi tìm cái khu rừng xanh ấy, nói chung là nó cũng khá là lâu đúng không? Bởi vì là tập hôm qua tôi cũng ở trong địa ngục khá là lâu rồi. Đó. Nên là bây giờ vào nữa thì ghê quá thôi. Chúng ta phải đổi rõ tí ấy các bạn. Mà kiểu mà chết đến Piglin thì mình có lại vào địa ngục mà đúng không? Nên là thôi mà chúng ta đi tìm làng nhá. Tìm làng xong mình đổi đồ cho nó đơn giản nhá. Đấy. Chắc chắn là đi tìm làng là tôi phải rời bỏ cái ngôi nhà này của tôi rồi. Đây. Hòn đảo bay của tôi. Và đây là cái nhà sĩ của tôi đây. Đấy. Hôm qua là cái chỗ nào đó ở xung quanh đây nó là cái chỗ mà tôi đào ở dưới hầm mà tôi lên đấy. Đấy, từ lúc mà lên nó tới giờ là tôi vẫn chưa có đi đâu đâu. Đấy, tôi chỉ ở xung quanh đây thôi. Bây giờ chúng ta cùng lên trên nhà và cất tí đồ anh em nhá. Xong rồi chúng ta cùng dọn đồ và đi tìm làng anh em nhá. Mượt hơn cả phim Nhật. Tốt rồi. Mượt hơn gái 18 anh em nhỉ. Tốt rồi. Cùng lên thôi. Có chơi online không? Nói chung là tương lai có anh em ạ. Còn bây giờ thì chưa. Đấy, dùng nước lên cho nhanh. Ok, thì nếu mà anh em nào mà để ý tin tức ấy thì anh em sẽ biết đó là bản 1.17 nó sắp ra rồi ấy các bạn. Chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Nó sẽ chính thức ra vào ngày 8 tháng 6. Sáng nay là trên group của chúng ta là cũng đã có bài đăng rồi đấy. Đấy, nên là tôi rất là phấn khích anh em ạ. Mà anh em biết là bản 1.17 nó ra thì nó sẽ đồng nghĩa với cái chuyện gì không? Nó sẽ đồng nghĩa với cái việc đó là tôi sẽ phải lập một world mới. Và chúng ta sẽ trải nghiệm bản 1.17. Đó. Có nghĩa là tôi sẽ không phải chơi Eguai nữa. Và chỉ còn tầm 7 ngày anh em ạ. 7 ngày để tôi chơi Eguai thôi. 7 buổi stream nữa. Nên là chúng ta phải cố gắng đặt mục tiêu và chúng ta phải giết được con rồng anh em nhá. Cố gắng có đôi cánh. Đấy, phải làm tất cả đi. Xong rồi đó là chúng ta bỏ gua chúng ta mãn nguyện anh em nhá. Tôi phải cất đồ tí nhá. Hello em, hello anh. Hello anh Khánh. Hôm nay đang đào quặng đột nhiên nghe thấy tiếng con creeper à. Úi giời ơi. Mất nửa cây à? Nếu mà mất nửa cây là anh em chắc là anh em chơi chế độ thường à? Nói chung là chơi chế độ thường thôi cho nó dễ các bạn chứ trời khó với hardcore nó căng lắm anh em, căng lắm. Sắp tạm biệt gua đúng rồi anh em ạ. Sắp tạm biệt rồi, thôi rồi, chừng là không sao. Chừng là cuộc vui nào thì cũng sẽ tới lúc tàn thôi đúng không? Chúng ta cứ chấp nhận thôi, không sao các bạn. Quan trọng là chúng ta vẫn cứ vui nhá. Đây, tôi sẽ mang mấy cái quặng này lên để tôi đung tí. Hôm nay là anh Khánh, là anh có stream đấy anh em, là anh Khánh là anh một cái anh mà
là một anh admin, chung là anh hay duyệt bài với tôi, nên là thật ra là tôi thì nếu mà anh mà không duyệt bài với tôi là tôi cũng trả sim được cho anh em sao đâu đấy. Đâu anh nhở, chết rồi, tôi không có đồ ăn luôn anh em ạ, nghèo nhở. Tôi còn có mỗi năm thịt zombie à, hình như là bên trên này là tôi có đồ ăn đây này, này tôi nhớ là bên trên này là tôi còn anh em ạ. Để tôi xem nào. Đây, trong lúc ấy là chúng ta sẽ nung tí đồ anh em nhé, mà tôi nhớ là trước là tôi có nhiều lò nung lắm cơ mà. Quái nào bây giờ tôi còn quái nào bây giờ tôi chỉ có đây, tôi sẽ nung cái đống này đi. Cha rồi mà than tôi cũng không có nhiều anh em ạ. Đây đây để tôi cho vào đây chắc là 5 cục nhỉ. Hình như là lò nung là tôi để bên dưới này sao, tôi xuống và check thử sao. À, cái lửa trại này là mình cũng dùng để nung ra đấy anh em nhé, tôi dùng nung luôn. Đây này, đặt nó ra xong mình đặt đồ ăn vào đấy. À, chung là nó khá là hay, mình nung cái này thì mình sẽ không tốn tốn đồ, mình sẽ không tốn than. Cái lò nung tôi đâu nhỉ, tôi nhớ trước là tôi nhiều lắm mà. Trước là cái lúc mà tôi đi hang ấy là tôi có nhiều lắm mà anh em nhỉ. Máy nào mà tôi để đâu hết rồi anh nhỉ. Buồn cười nhỉ. Hay là tôi để ở trên A, hay là tôi có để nó ở bên trên tôi anh sợ là khéo là tôi để nó ở bên trên cái đảo bay này, khéo vậy các bạn. Hy sinh á, hy sinh cánh tay làm thịt á. Căng quá chơi vậy, chơi cảm tử quá anh em ạ. Ai chơi thế anh em, tôi lên này check thử xem mà bên trên này có gì không. Hình như là trong này là nó có cái rương này, tôi có cất đồ vào đây hay sao ấy. Tôi lại không cất một cái gì luôn à? Buồn cười à? Nó vậy thôi thì không có thì ấy tí đi. Tôi vừa mới xây xong cái nhà ở trên đảo trên này xong, mình còn chưa kịp, gọi là chưa kịp có cơ hội để ở trên này luôn anh em ạ, mà bây giờ mình đã phải chuyển đi rồi. Đúng là cuộc đời các bạn ạ, cuộc đời mà mới trân trọng. Thôi thì không có lò nung thì chịu khó thì làm cái lò mới thôi, biết sao được anh em ạ. Chịu khó làm đấy. Đó, nung xong tôi đấy. Bây giờ tôi sẽ tiếp tục có nung. Bây giờ tôi sẽ nung ấy này, sau đó là tôi sẽ dọn hết chỗ này đi anh em nhá, và sau đó là chúng ta chuyển nhà đi. Craft table tôi đâu ấy nhỉ? Sao mà ở đây 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 ở đây 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 ở đây. Làm nhiều vào anh em ạ. Làm nhiều cái lò này vào. 6 cái luôn, tôi làm 6 cái tôi nung cho thoải mái. Tôi sẽ nung vàng một nửa thôi, ở đây cũng vậy. Ok. Thịt ở đây tôi sẽ nung 30 cục thịt đấy đi. Đấy, bây giờ mình sẽ đứng đợi nó nung anh các bạn. Giờ là mình phải đứng đợi nó nung rồi. Không biết sắt bên trên nó đã được chưa nhỉ? Trong lúc mà đợi chúng ta sẽ cùng dọn đồ anh em nhé. Cái đồ nào quan trọng chúng ta sẽ mang đi, còn đồ nào mà nó va vẩn thì chúng ta sẽ để lại. Tôi ăn cái đã. Cuộc đời lắm éo le. Đúng ở đây các bạn ạ. Hello bro, hello anh em. Hello anh em Tuấn nhá, hello anh em. Chân lạnh à, tôi còn chưa có cơ hội để ép quyển chân lạnh vào cái giày nữa. Cái giày tôi cũng sắp hỏng rồi. Được rồi. Tôi không nghĩ là chúng ta sẽ lại vào địa ngục đâu, nên là chúng ta sẽ cùng làm một bộ giáp sắt luôn anh em nhá. Tôi sẽ làm một cái áo sắt. Rồi thì tôi sẽ làm một cái ủng sắt. Ơ nhầm 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 nhầm. Cái ủng chứ. Đúng rồi, cái ủng sắt. Cái áo sắt. Mặc vậy cho nó khỏe anh em ạ. Chứ không mà sắp tới là mình mà đi đánh rồng chung mà cũng nguy hiểm. Thực ra tôi không nghĩ là cái redstone này mình cần mang đi đâu, chắc là kim cương cần mang thôi nhở. Vàng là hạt sắt này. Đây này, tôi thấy là có cái đấy quan trọng nhỉ. Hoa mía không cần đâu. Lên đây check thử xem bên trên này nó có cái đồ gì quan trọng không. Dọn nhanh nhanh rồi đi các anh em ạ, chứ mà ở đây gọi là thấy cũng bí bức anh em nhỉ. Cần câu à? Ô nó có thịt này. À nó có bản đồ kho báu này, thế hay là mình tiện là mình tìm kho báu luôn nhỉ anh em nhỉ. Tiện đi tìm luôn nhá. Đâu tìm được đồ ngon. Giường á. Ừ thôi, giường chắc chả cần đâu. Đĩa nhạc cả.
Chúng trên này nó cũng không có cái gì ngon anh em ạ. Nó có cái cần câu chắc là còn dùng được. Chứ còn lại thì chả có gì. Không biết là mấy cái này nó đông xong chưa. 12 cục vàng. Ui, được vàng cái này là tôi phải đổi pick lên thế. Thế hay là thế... À thế nhưng mà cái chỗ cổng địa ngục của tôi nói thì nó không có pick lên anh em ạ. Nên là bây giờ mà để chạy đi mà tìm được cái vùng của con Piglin thì nó cũng lâu. Thôi rồi, để tôi thử kiểu là chạy trên đường ấy, nếu mình gặp cái tàn tích của địa ngục ấy thì mình mở nó lên rồi mình vào cũng sao. Anh em xem stream mình có bị giật lag gì không? Có mượt không? Đây, mang que lửa đi anh em nhá. Quên que lửa chết đấy. Mang cả cái này đi. Mình cần cái này để làm ấy mà. Ê, tôi đã vào và tôi thu hoạch hết cái đống trong này. Tôi vừa mới trồng cái ruộng ngày hôm qua xong, thế mà bây giờ đã phải chuyển đi rồi. Chuyển đi thôi anh em ạ, chứ không thì khéo là chúng ta còn không khéo là chúng ta còn chưa giết được con rồng, chúng ta đã phải bỏ cái gu ấy mất nhỉ. Đấy, thịt cừu này cho vào luôn. Ôi thì phải cẩn thận đúng rồi. À, đấy, xong rồi này. Xong rồi này. Đã phun đồ đấy anh em ạ. Để xem nó vứt được cái gì đi. À, vứt cái áo ấy đi, cái bảo vệ khỏi vụ nổ này chắc là cũng cần đấy. Chắc là tôi đi đâu đó chắc tôi phải cần cái này chứ không là nó nổ chết tôi mất anh em ạ. Chắc là tôi cái mặc tạm nhỉ, cái mặc tạm đi. Sợ creeper lắm. Sáu bữa mày vứt đi này. Mía à, mía chả cần đâu nhỉ. Sợi chỉ chắc cũng chả cần lắm đâu nhỉ. Ủng vàng à, vứt đi. Chắc là thế này là được rồi đấy anh em ạ. Tôi nghĩ này được rồi mà hồi trước là tôi có thừa thừa 4 cục khắc ngạnh thạch thì tôi không biết là tôi để đâu ấy nhỉ. Quái nào mà tôi để đồ khác không tôi. À, đây 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 5 cục thì tương lai kiểu mình gặp cái cổng tàn tích ấy thì khéo là mình mở được lại nó ấy, thì mình vào đấy là mình gặp Piglin. Gặp Piglin rồi sau đó là mình vứt vàng cho nó, quá chuẩn luôn các bạn. Lúc mà hết đồ ăn hy sinh tay chân để làm đồ ăn nhớ. Căng quá. Căng quá anh em ạ. Sao mà cái này nung lâu thế nhỉ? Tôi lên nó check thử bên trên này xem là bên trên này nó nung xong chưa. Đấy như là bên trên này nó nung xong rồi anh em ạ. Đấy đấy xong rồi đấy. Tôi có khá nhiều sắt đấy nên là chắc là tôi sẽ loại hết cả đống này đi. Ôi. Chắc phải hạn chế dùng cuốc lại chứ không thì cuốc nó hỏng đấy. Đây từ từ tôi sẽ cầm khiên ra tay đã này rồi tôi sẽ đúng rồi, tôi cần gỗ đây anh em ạ. Phải mang thân cây đi đấy. Tôi đã lấy gậy này, tôi craft tí. Tôi sẽ craft cái xẻng này, thực ra cái xẻng chỉ cần đâu. Tôi sẽ craft cái cuốc đi. Cuốc ấy chứ còn xẻng tương lai mình có cần thì mình ấy sao? Kiếm này. Kiếm mấy cái rìu nó vẫn ngon anh em ạ. Kệ đi chứ, nó vẫn ngon đấy. Được rồi. Ok ở đây anh em ạ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi chú du anh em nhá. Giờ mục tiêu của tôi là tôi tìm lạc anh em ạ, tìm lạc và sau đó là tôi sẽ đổi đồ. Đổi đồ với thằng làm thuốc. Mục tiêu là tìm được đổi được Ngọc Ender. Tối rồi. Đi ngủ rồi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi anh em nhỉ? Hôm nay đã là ngày 26 rồi đấy. Đã là ngày 26 rồi đấy. Thôi. Chào tạm biệt em nhé. Chào tạm biệt trùng xí của tôi. Chào tạm biệt cái đảo bay của tôi. Bye bye các em nhé. Nếu mà tương lai mà có duyên thì anh sẽ gặp lại các em. Bây giờ thì anh phải đi đây. Vì là anh phải đi giết con rồng rồi. Tạm biệt các em. Úi dồi ôi, phải cẩn thận anh ạ. Tôi sẽ đi phía này anh em nhá. Chúng ta cùng cầu mong là chúng ta sẽ tìm được một cái gì đó. Từ từ. Hình như là tôi tắt cái gì đi ấy. À, đây này. Bật cái này lên đúng rồi. Thì nó sẽ giống chạy hơn đấy. Bật lên nó đẹp hơn anh ạ. Chạy thích hơn. Chạy nhanh hơn. Đốt à? Khủng bố ngôi làng á? Đốt nhà á? Thôi các em ạ. Thôi để cho các em ấy được thoải mái chứ. Bỏ các em ấy rồi thì mình đã bỏ các em ấy rồi mình lại còn mình còn hại chết thôi. Tội các em ấy ạ, chúng ta cũng ở đấy lâu rồi mà. Dù sao dù là các em ấy có là chuồng xí nhưng mà các em ấy là chuồng xí của tôi ấy, các bạn nên là thôi. Đốt chất rồi đi. Khủng bố ngôi làng. Ơi trời ơi, anh em đó anh em ghê quá.
Công nhận là tải cái bản shader này về trông cái đầm lầy mà nó cũng đẹp anh em nhỉ. Ok, vậy tôi sẽ grab một cái thuyền đi. Tôi grab một cái thuyền tôi đi cho tiện. Chứ là mình cứ đi cái này là nó hơi quên, phải làm ván gỗ đã anh em ạ, phải làm ván gỗ đã. Ok, tôi sẽ làm một cái bàn grab này. Tôi sẽ làm grab cái thuyền, tôi sẽ đây, grab ra cái đống này đi. Rồi, grab thuyền rồi. Lấy nó vào. Ok. Bơi thôi anh em, bơi thôi. Ta cùng chèo thuyền. Ôi chết ta, full đồ rồi à? Thế đây. Tôi đặt cái thuyền xuống. Đấy, tôi nhặt cái này. Ok, mình đi thôi. Chụp tọa độ nhà để mai mốt về thăm. Tôi có chụp rồi mà anh em. Anh em cứ yên tâm, tôi có chụp mà. Bởi vì là cái đầu óc của tôi khá là bá động anh em ạ, nên là tôi chung là tôi đi đâu rồi tôi cũng chụp. Với cả tôi gặp cái địa điểm nào mà gọi là ngon lành chụp hết. Tôi thấy con sông này có vẻ là nó cũng dẫn mình đi cũng khá khá rồi. Tôi thử đi xem nó xem là nó dẫn tôi tới đâu. Chèo thuyền trên sông đây. Ok, hết chỗ để rồi. Chắc là tôi vứt cái gì đó ra nhỉ, căng nhỉ. Thế này giờ không biết vứt cái gì ở đây. Vứt táo đi, vứt táo đi anh ạ. Hình như ở trên này, hình như ở đầm lầy là nó không có ngựa đâu. Chắc phải đi một lúc nữa mình gặp Thảo Nguyên ấy. Mình gặp Thảo Nguyên thì cơ hội là mình tìm được ấy, có phò mã thì chắc là mình mới tìm được. Chứ đi cái này thì chắc là có tìm phò lắm. Đây là một vùng rừng à? À, ok. Thế vừa nãy tôi nhìn nhưng mà tôi cứ tưởng là cái lá cây nó không rung rung. Bây giờ tôi đứng tôi nhìn kỹ thì tôi mới thấy là nó cũng hơi rung rung này anh em. Tôi tưởng là tôi lại chỉnh cái gì nhầm. Ừ. Ông tải bản shader nào đấy ha? Shader của tôi là bản Seus Renew anh em ạ. Đây, cho anh em xem. Đấy, Seus Renew, ok anh em nhá. Đấy thì thực ra là tôi cũng không nghĩ là nó nhẹ đâu, nhưng mà chắc là anh em tải được cái thì anh em cứ tải thử em sao nhá. Ôi, nó ra biển lớn rồi các bạn. Ok, nó ra biển lớn này phê chứ đúng không? Từ từ đã, tôi chọn chỗ đã anh ạ. Tôi tìm chỗ nào đẹp đẹp sau đó chúng ta mới ra khơi chứ. Trên này có cái gì không nhỉ? Trên này là núi thôi đúng không? Đây đây đây. Ok mình đi thôi, mình ra khơi thôi. Đây thì cái lúc mà ra khơi chắc là tôi sẽ đổi bản shutter tí các bạn. Tôi đổi nó qua bản BSL để nhìn xem là biển biết nó có đẹp không. Đặt mìn vô làng rồi đốt đi. Đấy, bản BSL là trông trông mọi thứ ở trông kiểu là nó rõ rõ hơn anh em nhỉ. Nhỉ. Thực ra trông nó cũng không có rõ lắm nhỉ. Đây là một một ngọn núi toàn đá này. Trên này chắc cũng chả có làng đâu, mình cứ đi qua nó đi kìa. Mà thực ra là tôi cũng chả cần cái bản đồ kho báu đâu, tôi vứt luôn nha các bạn nhỉ. Chứ mà tôi cũng đâu có đi tìm kho báu đâu. Bây giờ mình đi mình tìm làng đây, mình đi chu du mình tìm làng, mình tìm xem là nó có cái gì nó hay không, có cái gì đấy. What the hell? Rừng cây anh em ạ, để một rừng cây. Cái nào mà mình quái nào mà dùng cái bản Shutter BSL này trông có tối tối trông nó cũng đẹp hết chứ anh em nhỉ. Tôi thấy là nó cũng đẹp hết chứ anh em ạ. Chắc là dùng bản này một chút nhá. Ừ. Ăn cái đã. Đồ ăn của tôi đâu ấy nhỉ? Đây rồi. Để bản tải mod cá mập với bão rông thì tuyệt nữa nó mời. Từ từ anh em, từ từ anh em. Đợi tương lai ngon rồi tôi sẽ tải khá nhiều mod về chơi. Nói chung là thực ra là bây giờ là tôi đang đợi bản 1.7 nên là tôi chưa có tải nhiều mod về tôi chơi. Chứ mà một khi mà bản 1.7 đã ra rồi ấy, thì nói chung là tôi tải mod về, tôi tải full máy tôi luôn anh em ạ. Tôi chơi một đống mod cho anh em xem luôn nhá. Lúc ấy thì anh em tha hồ mà phê. Xây nhà dưới biển đê. Công nhận là dùng bản này trong mọi thứ nó cũng khá là dịu anh em nhỉ. Dịu trông thích thật. Thế chắc là dùng bản này luôn đi các bạn. Chứ dùng Seus tầm này làm gì anh em nhỉ. Dùng bản này cho nó chill chill dễ buồn ngủ. Dễ ngủ chứ đúng không? Chill. Bên kia chắc là nó cũng không phải là lạc đâu đúng không?
Nó là một cái rừng vân sa mình các bạn. Ô hình như là tôi lại sắp ra biển đấy. Tôi nhảy nhảy rồi tôi thấy cát đấy các bạn. Hình như là tôi lại ra biển rồi, đúng rồi, biển rồi sao ấy. Biển đây sa mạc ấy, biển rồi, biển rồi, biển rồi. Ok thì ra biển thì thôi thì lại bơi thuyền tiếp thôi. Úi rồi, ok. Sao nó cứ lác lác à? Thế à? Nó hơi lác à anh em? Thì thực ra là hôm nay cái lúc mà tôi livestream thì tôi thấy là cái vạch mạng của tôi ấy, là nó cũng cứ đỏ đỏ ấy. Thì tôi cũng không biết là anh em có bị lag không nữa. Đấy thì có anh em nào thì bị lag không thì có một anh em rồi, thứ hai là sao? Có anh em nào mà bị lag cùng không thì anh em comment số 1 để tôi biết nhá, để tôi có gì tôi còn chỉnh thử xem nó có đỡ không. Tải mod TNT nổ banh làng. Không sao. Nói chung là anh em cứ đợi từ từ tôi đổi đồ xong đã, tôi đổi đồ với các anh dân làng xong rồi tôi cũng sẽ đốt cái làng thôi. Ừ. Ok mình đi thôi. Cùng lên thôi anh ạ. Ngon mượt lắm. Ôi mượt là tốt rồi. Mượt là tốt rồi. Thế thì chắc là do mạng của anh em ấy. Hoặc là anh em chỉnh nhỏ cái chất lượng xuống ấy. Thì nó sẽ bớt giật hơn anh các bạn. Lag à, lag à. Tại mất cái mập mới hết lag. Ôi nó có mấy cái hồ lava này. Ôi anh em ơi, nó có một cái hồ lava này. Thế hay là tôi thử làm cổng tôi vào trong địa ngục làm sao anh em à? Bởi vì là biết đâu tôi vào đây tôi gặp được Piglin thì tôi vứt vàng cho bé anh ấy luôn đúng không? Thì tôi tìm được ngọc ngọc Ender luôn thì ngon anh em nhỏ. Làm cái cổng làm thế nào nhỉ? Đây 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 nhá. Hồi trước là có vài anh em bảo là tôi không biết làm cổng theo phong cách của Dream đúng không? Đây thì em chính đội cho anh em luôn đây này. Anh em đừng có mà khinh tôi. Đấy thịt gà đã, tôi ăn cái đây cả. Chạy nhanh đói. Tắm lava cho mát. Đây nhá. Đầu tiên là tôi sẽ xây cái này lên đó anh ạ. Theo tôi nhớ là cái này sao ấy. Xây lên 3 ô ấy, xây qua bên này sao ấy đấy. Theo tôi nhớ là như thế. Sau đó là chúng ta đặt nước anh ạ. Ừ. Chúng ta đặt nước ở ở đâu ấy nhỉ? Hình như là đặt nước ở bên trên này này. Đặt nó vào. Đấy. Còn nói anh các bạn, sau đó là tôi sẽ mang lava lên. Tôi cho vào đây. Đấy. Ôi. Này mà rơi xuống là chết đây nha, phải cẩn thận này, phải cẩn thận đấy. Ok. Đây này, tôi ngồi xuống tôi múc cho được không? Ok luôn anh các bạn, được anh các bạn. Tắm lava 1 phút đốn lên 5.000. Tải mod 18 cộng thì cho nó phê. Ôi dồi ôi. Tải mod 18 cộng là tôi bị khóa livestream vĩnh viễn đấy các bạn ạ. 1, 2, 3 rồi đúng không? Hình như là đấy. Thế là xong một bên đấy các bạn. Bây giờ tôi thêm một bên nữa được rồi. Tôi múc bên này. Hình như là tầm này nó không lên được đúng không? Sau này là mình lại phải dịch cái nước qua bên này đấy anh ạ. Dịch qua bên này. Đó. Xong rồi mình lại xuống mình múc tiếp. Không có đâu nhận tay à? Úi giời ơi, sao mà đây đây, tôi qua về tôi múc cái cho nó an toàn. Đấy, thêm một cục nữa được anh em ạ. Ok ở đây các bạn. Ok ở đây, ok ở đây. Đây rồi, may quá là tôi có mang cái đánh lửa anh em ạ. Làm hơi chậm, ừ đúng rồi, hơi chậm anh em ạ, là bởi vì tôi đâu có chơi speedrun đâu. Ừ. Nên là anh em thông cảm nhé. Tôi gà, anh em, tôi gà. Anh em thông cảm. Quái nào mà tôi vẫn ở cái vùng này nhỏ. Tôi vẫn ở cái vùng này anh em ạ. Thế mà tôi cứ nghĩ là tôi đã qua được một vùng nào đó mà nó có Piglin rồi. Thôi, chúng ta lại quay về thôi. Quay về thôi. Ta phải đi tiếp thôi các bạn. Trông trời đêm trông đẹp nhỉ, anh cảm bảo trông trời đêm chill nhỉ. Thế này mà có em tí nhạc cà phê lắm ấy. À, đúng rồi mà hôm
Hôm nay là tôi bảo là tôi gọi là tôi cài tí nhạc cho anh em nghe, thế mà tôi quên mất luôn anh ạ. Mà tôi có ấy quá quên mất luôn ấy. Để có gì ngày mai tôi cố gắng nhớ, tôi cài nhiều nhiều nhạc thì cho anh em nghe, cho anh em phê chứ thế này thì. Mặt trăng đẹp nhỉ? Sáng nhỉ? Ôi, cái gì đấy? Ôi giời ơi, tối ghê đấy. Xin xin shutter à? Đây anh em. Tôi dùng hai bản shader anh em nhé, một là bản BSL và hai là bản CX Renew. Đấy, cái đấy là hai bản chính của tôi. Nó là hai bản rất là đẹp đấy, nhưng mà chắc là nó không nhẹ đâu. Đấy, tùy anh em chọn. Vốt giết rồng. Từ từ chúng ta giết rồng thôi, tối quá người lạ ơi. Tối nhờ thế này tôi chỉnh cái này lên được không? Đấy, sáng hơn tí. Thực ra cái này là tôi dùng bản BSL nên là anh em trông có đỡ hơn ở đây. Nên là anh em trông nó có trong trong có đỡ hơn ở đây. Chứ mà tôi mà dùng bản CUS thì... Ui, á chà. Khá nhiều quá anh em ạ. Tay chân tôi gọi là lâu ngày chưa vận động là đang hơi khó chịu. Chắc là tôi vào tôi đại chiến bọn này cái nhỏ. Chúc mừng ác tài cát đã về. Đâu, đã về đâu anh em. Ác này là ác phụ đây các bạn ạ. Tôi bực bọn này quá anh em ạ. Lâu lâu tôi chưa được vận động, tôi phải qua tôi khởi động cái anh ạ. Đi vào luôn. Ok, lôi anh em nhé. Em chào các anh ạ, em đến với mục đích hòa bình các anh ạ. Úi giời ơi. Thực ra mình chơi dưới nước cái này nó hơi hẹp anh ạ, tôi bên bờ tôi tay đôi nó mới ngầu chứ đúng không? Đàn ông. Hello các anh ấy. Ôi giời ơi, cha rồi. Trời ơi, vì sao? Ôi ơi, từ từ đã. Sao mà tôi bị kẹt rồi, chịu cha rồi, nhanh. Bị kẹt ở dưới nước như vậy là thố lắm đây cả. Tôi sẽ xử cái con đầu đàn trước. Ôi giời ơi, nó khỏe thế nhở. Ôi giời ơi. Ôi, ôi giời ơi. Từ từ ấy cả, tôi ăn đã. Ghê quá. Ở đâu rồi, thì rồi. Úi giời ơi. Nhanh nào, bơi lên nào. Đông anh em ạ, chắc chắn là ở đây. Bây giờ anh em cá đi. Anh em cá xem mà tôi có qua được cái đợt này không. Anh em cá đi. 5 phút nữa là chết rồi, còn lâu mới chết anh em ạ. Thực ra là mình chém cái này là nó hơi chán. Đây đây. Phải. Ta phải dụ con creeper đã nổ ấy anh em ạ thì nó mới vui. Đây này, đây này đấy. Úi giời ơi, nó phê scare này. Ui chết cha rồi. Ui ôi, đau anh em ơi, đau quá. Ui giời ơi, đau anh em ạ. Từ từ tôi ăn cái đã, kinh nhỉ. Công nhận là cái bọn này trâu phết anh em ạ. À trâu đấy. Úi giời ơi. Úi rồi ôi. Đây đây. Tôi bơi vòng qua bên này đi. Tôi bơi vòng qua bên này xong tôi sẽ đánh ở bên này cả. Tôi chơi ở bên này. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Úi rồi ôi. Cái quái nào mà cái đảo này nó có nhiều quái kìa nhỉ. Cái gáy to. Nhưng mà trên cái đảo này chung là nó cũng chả có cái gì đúng không? Thì phải biết được trên đảo này thì nó có cái gì ngon không? Nó có lợn đây anh em. Qua nào. Đúng rồi. Ôi. Úi giời ơi. À. Cái lúc này con nhện này nó đi nó hất tôi ra đằng trước mặt con creeper các bạn ạ. Ui, 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 từ nào. Ui.
What the hell? Tại sao lại vậy anh em ơi? Tại sao cái chuyện này lại xảy ra? Thôi rồi anh ạ, tôi sẽ vào chơi một cái gua gọi là sẽ vào chơi mấy sẽ vào chơi một cái gua mà nó rất là đặc biệt đây. Gua này tôi xin giới thiệu với anh em, gua này là gua của anh trai tôi. Này tôi em mượn tạm gua của anh trai tôi chơi. Rồi các anh, các em này là em mới tới anh nên là mong các anh sẽ chào đón em. Em xin canh tí lúa nhá. Sao vậy? Vì sao bọn kia đánh lén tôi bẩn nhá anh em ạ? À? Chơi đi, ai chơi đi đánh lén vậy? Ấy quá nhở? Chơi vậy bẩn thỉu anh ạ. À. Thôi chung là mình chơi gua này cho đi yên bình thì các bạn, mình chơi gua gọi là chơi thường cho đi yên bình đúng không? Chứ mà mình chơi hardcore sao mình gáy nhiều quá mình chết đấy anh ạ. À. Tôi sẽ đi phá tí lúa này, xong rồi đó là tôi thử máy gua này là cái chữ ô dễ à? Quên là mà anh trai tôi lại chơi dễ anh em ạ. Holy shit. Đặt mìn phá lạc á. Cái gì cơ? Hết shit à? Chỉ món hết shit hả? Bây giờ mấy giờ rồi anh em nhỉ? Bây giờ là 10 rưỡi à? Ok anh em ạ. Thì là bây giờ anh em bây giờ là tôi đang có một cái suy nghĩ là anh em có muốn tôi chơi RL Grab không? Hay là anh em muốn tôi chơi cái gua của anh trai tôi? Thì bây giờ là 10 rưỡi rồi. Thì nếu mà tôi mà ra mà tôi chơi RL Grab chắc là tôi phải set up một tí. Chắc cũng phải mất tầm 10 phút. Từ 10 phút rồi xong rồi chắc là chúng ta chơi đến tầm 11 giờ rưỡi hoặc là 12 giờ kém này đó, xong chúng ta đi ngủ. Đấy thì anh em thích cái nào? Hết shit à? Thật ra là hết shit thì tôi chưa có tải anh em ạ. Thế nên là bây giờ mà chơi hết shit thì kiểu là tôi phải tải nữa lâu ấy. Với cả tôi thấy là cái hết shit thì kiểu là nó có nhiều người họ chơi rồi ấy, nên là tôi sẽ nung tí thịt nhá. Than là xanh tôi chỉ có đúng một cục. Ô, tôi có lò hun khói đây. Vậy thì tôi sẽ làm mấy cục nữa để tôi nung gỗ nhỉ. Thôi rồi, trong lúc mà tôi ở đây tôi sẽ đi chặt gỗ tí đi. Tôi sẽ đi chặt gỗ tí. Ôi, ở đây nó có mấy cây này. Đây thôi rồi, tôi qua mày chặt gỗ anh ạ. Sao lại như vậy? Trời ơi, cái cua kia của tôi. Chúng nước trong nhỉ các bạn. Chúng nước ở bản là đẹp nhỉ, trong thật. Ôi, hỏng luôn rồi. Tôi sẽ craft một cái ấy. Rìu mới. Gỗ này. Gậy này. Ok, tạm cái rìu này vậy. Ri à? Ri là sao? Ri là sao? Tôi sẽ thử speedrun thử xem sao anh em nhá. Tôi sẽ thử speedrun thử xem mà chúng ta có thể speedrun trong cái cua này không. Speedrun luôn làm sao nào. Chừng là tôi cũng khá là hiếm khi speedrun. Ây thì bây giờ speedrun là đầu tiên tôi cần phải có bạc đã. Sắt đã. À tối mà chắc là tôi đã đổi lại cái bản nó sẽ út anh em ạ. Chứ mà cái bản này ui ghê thế. Sao mà tôi có rùa anh ạ. Tôi nhìn nó mà tôi cứ tưởng thủy quái chứ. Từ từ đã, tôi đổi lại bản Seus nhá. Seus. Thôi RL để nào anh ạ. RL để nào, để này để tôi thử speedrun làm sao. Ấy, Seus trông nó sáng hơn nhỉ. Ấy, trông máu sáng hơn, nó đỡ nó đỡ đục. Có tí thịt rồi này. Được rồi, dọn đồ luôn anh ạ. Cuốc đây. Bây giờ mình muốn speedrun này là bây giờ là mình cần phải có sắt để mình có làm cái xô rồi các bạn. Nên là tất nhiên là cách có sắt đơn giản nhất là thế này rồi. Em chào anh Golem. Em muốn gọi là ơi anh ơi. Chị chào rồi.
Thế tôi phải xuống đánh nó à? Úi trời ơi. Đây anh ạ, tôi sẽ dụ nó qua đây đi nhỉ. Tôi đứng ở đây. Ồ, nhanh 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 nhanh. Ok. Ok rồi. Tôi sẽ farm golem tí các bạn. Công R là outline. Từ từ anh em. Nào RL đi. Tôi nào chơi RL Craft các bạn. Nhưng mà kiểu mà bây giờ mà tôi thoát ra xong tôi setup các thứ thì chung mà nó cũng lâu ấy. Để tôi để nào các nhá. Rồi, bao nhiêu? 5 à. 5 mà tôi làm được cái gì? 5 thì tôi làm được cái show. Ok, ta đã làm show này xong rồi chúng ta sẽ cùng đi tìm hồ lava. Hồ lava thì chung là mình cứ chạy trên bờ mình tìm thôi. Mà thường người để tìm cái hồ lava ở sa mạc thì nó lại dễ hơn ấy. Là bởi vì kiểu sa mạc rộng ấy nên là mình cứ nhìn dễ. Tôi không chơi được mấy game ma đâu anh em ạ. Tôi chơi mấy game ma tôi sợ lắm. Kiểu là nói chung là tôi hay bị giật mình lắm ấy. Nên là thôi cả. Hello anh em Phạm. Đúng rồi, phải cần farm tí thịt nữa anh ạ. Chứ không chốc nữa mình đi đánh rồng thì cũng nguy hiểm mà đúng không? Farm tí thịt đã. Có một cái hang động này. Chung mà tôi cũng chả cần xuống để tôi lấy sắt đâu, chả cần đâu. Ta đi luôn này, chúng ta sẽ đi tìm một cái hồ lava. Ô một cái làng nữa này. Một cái làng nữa chắc là tôi sẽ tranh thủ tôi vào tôi lấy giường tí. Sẽ vào tôi lấy tí dược. Vì mình đánh rồng mình dùng dược nó nhanh hơn đấy. Dược này. Đây nữa này. Cái gì không? Có lúa à? À đúng rồi, ở trong này có lúa đúng không? Trong này có lúa à. Nó có kiện rơm này, nó có mấy cái bó rơm đấy, mình cũng có thể làm được bánh mì mà đúng không? Mình cũng chả cần phải giết động vật đâu. Tha cho bọn nó đi nhỉ. Sao tôi trông cái này nó nhế cổng địa ngục cái này. À cây ở lại cây anh các bạn, nó không phải cổng địa ngục đâu. Ngủ dưới địa ngục đi á. Thủ tiêu dân lạc á. Làm vậy làm gì anh em? Có cái hồ lava không? Xung quanh đây có cái hồ lava nào không? Khá là rộng nhưng mà lại không thấy một cái hồ nào anh em ạ. Có một tàn tích cổng địa ngục này. Ôi hình như là nó chỉ thiếu đúng một cục nữa đấy anh em ạ. Này mà trong rương mà có đúng một cục nữa thì ngon nhở. Tôi sẽ mở cái cổng luôn. Tôi mong là có luôn thì tôi. Mà nếu mà không có thì tôi cũng làm được mà đúng không? Có không? À có dụng cụ đánh lửa này. Có sắt này. Có đồng hồ thì cũng chả được cái gì nhở. Tôi sẽ chặn cái chỗ lava này lại. Tôi sẽ dùng đá chặn nó lại. Đây tôi dùng len trắng à. À tôi sẽ dùng gỗ đi. Dùng gỗ anh ạ. Rồi tôi phá cái này đi. Ồ ngon luôn. Ngon luôn à. Ui chết rồi. Thế nhưng mà nó bị vướng cục này. Ở đây tôi có đủ 10 ô lava làm một cổng mới không? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2. Thấy nhà đủ đấy anh ạ. 7, 8, 9, 10 đủ đấy anh ạ. Đủ. Tôi sẽ làm mấy cổng mới luôn. Chứ mình cũng chả cần dựa vào cái cổng ấy đâu. Tôi đào sâu sâu xuống đi thì nếu mà theo kinh nghiệm của tôi phải đào xuống 3 ô sao mình phải đào xuống 3 ô thì lúc ấy thì mình làm nhanh được. 1 2 3 rồi thì một cái ở đây này. Đặt nước. Xong bây giờ mình múc thôi. Hello anh em nhá.
Ta sẽ đặt ở bên này. Ôi, hình như tôi đặt nhầm đúng không? Tôi đặt một cục ở đây nữa này anh ơi. Cục bên dưới này. Đúng rồi một. Là bởi vì tôi đào xuống hai ô mà. Tôi sẽ làm bên này nữa. Bên này tôi chưa đặt ở kia đúng không? Đúng rồi. Đây này. Anh xuống lava 10 phút không chết donate 1 tỷ á. Tối rồi anh em ạ. À đây. May là tôi có cái giường đây. Vừa nãy là tôi cũng phá ở đây. Đi ngủ đây. Terry hấp kêu. Uầy. Quái là mà trông nước có màu xanh trông đẹp anh em nhỉ. Trông gì mà trông ảo này. Nó có một cục vàng nhưng mà tôi không lấy được anh em ạ. Vì tôi không có cuốc đá. Tôi không có cuốc sắt đấy. Mình phải có cuốc sắt thì mình mới lấy được. Ok. Đây là ngon đấy. Thêm hai cục nữa là được rồi. Thiếu à? Thiếu à? Bị thiếu một cục lava anh em ạ. Really? Tôi bị thiếu đúng một cục lava anh em ạ. Ui. Ở trong này cũng không có luôn. Ui thốn nhờ. Thiếu đúng cục này thốn nhờ. Thốn rồi, này thốn rồi. Bây giờ xung quanh đây mà có một cục nữa thì ngon nhỉ. Tôi thiếu thêm một cục nữa là tôi làm rồi. Một, hai. Thôi chắc là tôi phải đi tìm thêm đây các bạn ạ. Để tôi ghi nhớ cái tọa độ chỗ này lại. 1016 âm 1797. Ok. Ok rồi. Chúng ta đi tìm thêm anh em nhé. Xung quanh đây có cái chỗ nào không? Đây có cái chỗ nào? Mà thật với anh em chắc là tìm thêm khó đấy các bạn thật. Tôi sợ là mình tìm thêm nó khó ấy, bởi vì mình chạy xa mình mới tìm được ấy. À. Chắc là mình chạy đi rồi mình làm cái cổng mới luôn anh em nhỉ. Chứ mà mình tìm ở đây căng lắm. Éo le về là. Éo le quá anh em ạ. Ô có làng nữa này. Có làng tôi vào tôi ăn cắp giường anh ạ. Tôi ăn cắp giường tôi nhòm xem là có golem không thì tôi xin tí sắt. Ô có lúa này, có lúa này. Tôi xin một tí lúa. Ok. Có gì không? Có golem không? Có golem không? Hình như là nó không có golem rồi các bạn. Thôi thì vào thì ăn cắp tí giường vậy nhỉ. Cắp tí giường. Để thử đánh thử thằng này xem mà golem thì nó có ra không. Hình như là không có golem luôn anh ạ. Cái lạc này nó không có golem luôn. Tội nhỉ. Ô này. Hình như golem nó không biết là tôi vừa mới đánh dân của nó anh ạ. Tôi sẽ xử con golem luôn. Bị chết chà rồi. Từ từ anh ạ. Tôi phải đánh con đã. Ôi dồi anh ơi. Ôi. Thôi chết chà rồi anh ạ. Thôi. Chạy chạy. Chạy thôi. Đây mình xảy ở đây đi. Thủ tiêu nó chết xuống sông đi anh. Golem ơi anh Golem ơi. Ôi. Thế quái nào nhở? Hình như dụ tôi ấy. Hình như là nó biết là cái tốc độ của nó là kiểu là nó không nhanh ấy, cho nên là nó dụ tôi ấy. Thông minh thế các bạn. Nên nó đợi tôi tới gần xong nó quay lại. Kiểu gì? Nó căng ấy nhở? Ok rồi, ngon rồi. Năm à?
năm thì tôi sẽ bây giờ mà tôi có làm cái cuốc bạc thì tôi cũng không quay được chỗ vừa nãy đúng không? Kệ đi, không làm luôn anh ạ, không làm luôn. Có cái hồ lava đâu ta? Tội. Go lắm là chiến viên. Go lắm là chiến viên. Hollywood mà. À này ơi, ngon chưa này? Ngon, tôi lại gặp bãi cổng nữa luôn này. Tôi mong là cái lần nữa đừng có éo le như vừa nãy nữa anh em ạ. What quái nào mà tôi chạy nào mà tôi lại chạy lại chỗ này anh em ạ. Thôi thì chắc là ông trời, chắc là ông cũng bảo rồi, chắc là ông ấy, chắc là ông chỉ cho tôi quay ở đây để đào cục vàng đây cả. Thôi thì mình phải đào cục vàng thôi. Long mùi tí không có like không? Vãi cả lên. Vứt hạt lúa mì ta chả cần đâu. Đây nữa, nó có một cục ở trên này nữa anh em ạ. Đào ở đây. Ok. Ngon đấy. Thôi thì mình chạy, chắc là mình phải chạy theo đường khác anh các bạn. Chạy theo đường này một chạy về chỗ cũ. Mảng rộng lớn. Ô cái gì đây? À là một ngọn núi đá. Không là cái gì hết anh ơi. Mình tôi còn có một cái gậy à? Đúng rồi, chắc ở trên đường đi chắc là tôi phải phá mấy cây đi. Phá mấy cây đi, tôi còn có gậy mới. Cái này chắc là phải bơi ra biển rồi nhỉ? Nhưng mà ở đây tôi thấy là nó cũng không có tài nguyên gì rồi. Thôi thì mình cứ lại làm thuyền đến bơi bơi đi biển thôi anh em ơi. Mình đi thôi. Shutter đẹp vậy á. Cái bản Shutter này là bản Zeus Renew đấy anh em. Cá này. Chứ mà nó cũng không có gì hết. Có đảo thôi. Cẩn thận có khi chạy vào vòng lặp không gian bây giờ. Mẹ khéo là tôi đang đi cái này, chắc là tôi lại quay lại cái cổng địa ngục ấy nhở. Khéo lại vậy các bạn. Kiểu kiểu là cuộc đời oan gia ngõ hẹp ấy nhở. Ây à. Ok. Đấy, bây giờ xung quanh ta lại là biển rộng mênh mông ở đây, bây giờ là đã không có một cái gì luôn cả. Không biết là bên dưới này nó có cái gì không nhỉ? Để xuống thử, sẽ nhòm thử xem bên dưới có cái gì không. Kiểu là biết đâu tại may mắn thì tôi tìm đến trong hâu luôn đi. Nhỉ? Ồ nó có một cái rãnh này kìa, chỉ có một cái rãnh thôi. Tối nhỉ. Đây nào, ok, mình đi tiếp thôi. Không có cái gì hết rồi ạ. Có cá mập kìa anh. Không có cá mập đây các em. Không có đâu. Đảo. Ồ. Quái nào mà tôi lại có linh cảm. Ồ. Sáng sáng cái này hình như là do lava à? Không không, là ánh nắng mặt trời thôi anh ạ, là ánh nắng mặt trời thôi. Tôi có linh cảm là trên này, tôi có linh cảm là trên cái hòn đảo này nó có một cái hồ lava đấy. Tôi sẽ thử lên bên trên nó xem thử, biết đâu lại có thì lại ngót nhỉ. Cài mod là có. Cài mod cá mập à? Chung là chơi cá mập cũng ghê lắm nhỉ. Thôi chơi yên bình như này thôi các bạn. Sau này tôi pro tôi cài mod sau.
Bây giờ tải rồi. Ui, cẩn thận nào. Tôi tìm được một cái đền sa mạc anh em ạ. Tôi vào trong cái đền làm sao? Kéo vào trong cái đền tôi lại tìm thấy song hâu ấy nhỉ? Kéo thế. Có vẻ đêm này chúng ta phải ở lại cái đền rồi, chứ đêm này chúng ta sẽ không đi đâu được rồi anh ạ. Ui cái đền này nó ở cái chỗ rãnh này luôn, nó kinh thế. Này mà rơi xuống là chết đấy. Úi sổi ôi. Để tôi xây một cái đồ ra tôi đứng lên. Đấy, từ từ. Đấy, ok. Cho nó quá không? Đào xuống rồi. Ui giời, ui giời ơi. May quá anh em ạ. Thế mà tôi cứ tưởng là tôi dẫm vào vào cái ấy rồi. Đây tôi có cái dụng cụ đánh lửa, tôi đã đánh để tạo than, tôi tạo sáng sáng cho anh em. Không có gì nữa. Có một cái yên ngựa anh em ạ. Có vàng này. Có cái giáp ngựa kim cương. Ok, tôi sẽ vứt cái cửa ra. Giáp ngựa vàng. Thôi rồi chung nó cũng chẳng có cái gì luôn anh em ạ. Nó có bom mà. Nó có bom. Ôi tối đấy. Đây này. Nó có bom chắc là tôi xuống rồi tôi mang bom đi nhở. Chốc có gì còn phá làng cho anh em xem. Vứt cái này ra. Bom anh ơi. Bom cho em coi anh ơi. Đấy đúng rồi bom. Bom đâu vào hết đây. Đây rồi anh em ạ. Nhảy lên phiến cho nó ngầu. Tôi đi ngủ đây anh ạ. Chứ không quái ra giết mình đấy. Nhảy lên phiến. Rồi trời sáng rồi đấy. Ui dồi ôi. Suýt tiến là tôi lao rừng rách luôn đấy các bạn. Mới cả lên. Tôi không để ý cái này suýt là tôi chết luôn đấy. Nhện này. Nhện nói chung là ban ngày là nó không đánh mình đâu. Kệ nó đi. Mà khéo dưới cái thì nó lại có lava cho nhỉ, tôi nhầm thử không có không. Mong một đường con quái nào. Như cũng không có anh ạ, à. Thôi mình đi thôi nhỉ. Sắc ướp á, đâu? Đâu? Gì có anh em. Game này nó không có sắc ướp đâu. Ô, một cái làng kìa đúng không? Ô, cái lạc anh em ạ. Ồ, hồ lava này. Đây là một cánh cổng địa ngục luôn. Một tàn tích ở cạnh cái làng này. Cái là hiếm đấy. Hiếm nhở. Ôi mèo đây, mèo. Ôi mèo này. Trong này có cái gì không? Rừng có gì? Ồ, có ba cục khác hiện thành. Lát cắt à? Không cần đâu. Dưa hấu không cần đâu. Táo này. Thế nhưng mà cái cổng này to, nó hơi to cả. Nó hơi to này thì chắc không được rồi. Đúng rồi, có lava kìa, cài mod á. Hello các anh. Đợt này các anh làm việc có khỏe không? Quái nào mà tôi đánh golem, quái nào tôi đánh dân làng mà sao golem thì nó không đánh tôi cao nhỏ, nó buồn cười nhỉ? Ừ. Anh ơi. Có vẻ thằng golem này nó đấy rồi các bạn. Golem này chắc là đi bán độ rồi. Bán độ này, golem bán độ. Ui ôi, chạy. Pha một tiếng em nhá. Ấy, xịt kéo, ông what the hell? hóa ra là nãy là tôi thả ship ra, trời ơi. Ok rồi, ngon rồi. Dùng TNT nổ lag à? Từ từ anh ạ. Để tôi lút thử xem là làm có cái gì không. Đã không có cái gì thì chúng ta cho các anh về chầu nhá. Cho làm có cái gì không. Thì nếu bây giờ mà tôi lút được làng mà kiểu trong làng có hắc thạch ấy, thì tôi tha.
Thế còn trong làng mà nó không có thì tôi phải tiễn các anh về trồng. TNT 9 quả ra. Lấy bật lửa ra. Mèo rồi ở thế quái nào vừa nãy mà tôi thấy nó có đông mà nhỉ? Hình như là nắng quá nên là các anh ấy vào nhà trốn hết rồi sao ấy các bạn? Nắng quá. Rồi, anh ơi chạy 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 nhanh đấy các nhá. Ôi trời ơi. Này thì không biết là nó đã đủ để cho golem xử tôi chưa nhở. Khổ thân mấy anh dân làng, mà mấy anh chả làm gì thế mà mấy anh cũng bị giết đấy các bạn ạ. Khổ thân mấy anh ấy. Ô, nó có một cái làng nữa kìa. Ủa, nó có hai cái làng gần nhau luôn đấy anh em này. Nhưng mà làng cũng chả có gì đâu, bây giờ mình cần tìm cái hồ lava ai cả. Chứ mà làng chứ mà bây giờ nó cũng chả có cái ích gì. Tôi ở đây tôi có ba cầu khắc thạch rồi thì. Ồ một cái đền nữa này, ngon chưa đây. Vào luôn. Kéo ở dưới lại tìm được song hâu ấy cả. Tôi có like đâu anh em, tải cắt 10 lick tôi like nhé. Để mẹ khổ giết màu xanh ấy. Anh em độc ác quá. Anh em độc ác quá. Xuống rồi. Tôi sẽ. Ôi đừng đừng. Đừng có đứng vào. Đừng có đứng vào cái nút nhá. Tránh tránh ra. Đây rồi, được rồi. Trong cũng không có gì các bạn. Úi trời ơi. Bây giờ mà chả may mà đứng vào cái nút là chết đây các bạn. Sao mấy cái chỗ này nó nghèo vậy các bạn? À nó có táo vàng nên ít là có quả táo vàng. Chịu chưa chào rồi nhỉ. Đó. Đi đây các bạn. Chứ mà nó không có chuyện xảy ra hết. Like rồi. Đợt mẹ. Khá là chill anh các bạn. Khá là chill. Dù là mình không tìm được cái hồ lava nhưng mà mình tìm được một cái làng khá là đẹp. Làng khá. À. Ồ, tôi tìm được khu rừng Vân Sam này. Ồ, thế quái nào? À, nhầm. Thế mà tôi, trời ơi, thế mà tôi tưởng là cái loa của tôi bị vấn đề kìa ạ. Hình như cái này là cái vùng tuyết đấy kìa ạ. Tôi nhìn thấy bên trên đường có tuyết đấy. Thực ra là sắp tới là tôi tính là tôi sẽ chơi RL Craft. Nhưng mà kiểu là không sớm thì muộn đấy. Nên là tôi cũng chưa biết thế nào. Vì thực ra tôi tính là xong bản 1.27 thì tôi mới chơi RL Craft. Thì anh em có thích tôi chơi RL Craft trước bản 1.27 thế là sau bản 1.27 không? Thì anh em thích cái nào thì anh em cho tôi xin thử cái ý kiến cái. À kìa, đây rồi. Tôi đã chạy 1.000 năm. 1.000 năm chỉ để tìm được cái này đây các em ạ. Và tôi cũng tìm được một cái vùng tuyết cũng khá là đẹp nhỉ. Đẹp thế. Thật sự là nếu mà đây mà là cái quad core của tôi là tôi xây ngay ở vùng tuyết ở đây cả, bởi vì là cái vùng này nó quá đẹp nên nó quá là chill anh ạ, mát chill thế. Được rồi, chúng ta sẽ cùng làm cái ấy chắc là cùng làm cổng đến cổ kép nhá. Làm tôi sẽ làm nó không có xẻng nhỉ. Được rồi, bây giờ chúng ta chịu khó làm lại cổng địa ngục anh các bạn, chịu khó thôi đúng không, chịu khó thì biết sao được. Làm cái cổng địa ngục của chúng ta và vào địa ngục của chúng ta đi chiến á. Chiến pháo đài. 1, 2, 2 được đấy. Tôi nhớ là 2 được đấy. Bây giờ nhanh này. Bây giờ tốc độ này. Bây giờ chơi đúng speedrun này này cái.
speedrun nhanh nhưng cái này mà chậm cái này là chậm cái này là speedrun này là không ổn rồi anh ạ. Phá này ra. Lấy cái này vào. Lâu ấy nhở. Tôi phải công nhận là làm cổng theo cách này chung là nó không có gọi là nó không nhanh lắm đâu. À, tôi biết rồi. Ở nào mà Dream nó hay làm cổng ở ngay cái chỗ này các bạn, nên là kiểu là nó múc nó nhanh ấy, nó múc nó nhanh anh em ạ. Nhưng mà tôi đứng ở trên này tôi làm phải nó lâu, chung là tôi vẫn hơi gã tí cả, em thông cảm. Slow run mẹ rồi. Thế ở đây. Ôi từ từ anh ạ. Quái nào tôi ở vùng nó nguy hiểm này. Thế ở đây là linh hồn xem like à anh ơi, thì là sao? Sao anh ạ? Tối nhở? Quái nào mà tối này? Ui sao mà tôi lại spawn ở cái chỗ nào mà nó éo le này? Hình như ở đây khu rừng đỏ đúng không? Hình như ở đây khu rừng đỏ hay sao ấy anh ạ? Đúng rồi. Tôi xây thẳng lên bên trên kia các bạn nhá. Đã làm mấy cái ván gỗ rồi đi. Ui. Ê trời ơi. Trời ơi cái gì thế này? Quái nào mà hôm nay cái gì nó cũng chống lại tôi các em ạ. Đây cái gì nó cũng chống lại tôi. Đây cái gì nó cũng chống lại tôi. Ok. Hôm nay này thôi các em ạ. Tôi bị đánh tâm lý rồi các ạ. Tôi bị đánh tâm lý rồi, thốn quá rồi. Này thế này thôi các em nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã xem tận đây. Tôi rất là muốn live tiếp cho anh em nhưng mà hôm nay tâm lý tôi chết rồi. Tại là tôi cảm thấy là tôi không có tôi không có còn hứng thú để mà chơi nữa rồi các ạ. Hẹn gặp lại anh em ngày mai anh em nhé. Đây thì còn có vài phút nữa thì có vài anh em xem ấy. Thì anh em thì buổi ngày mai tôi livestream thì anh em thích tôi chơi mod hay là anh em thích tôi chơi sinh tồn bình thường như thế này thì anh em comment thử đi cho tôi biết. Thì nó còn tầm 7 ngày nữa là sẽ tới bản cập nhật 1.17 rồi. Đấy. Thì chắc chắn là tới bản 1.17 là tôi sẽ chơi bản 1.17 rồi. Và tôi sẽ dừng lại chơi mod hoặc là dừng lại chơi sinh tồn đấy. Đấy thì tối mai thì anh em thích tôi chơi cái gì thì anh em comment đi để tôi cân nhắc anh em ạ. Rồi thì anh em comment xong rồi tôi sẽ off stream. Hardcore à? Hardcore tiếp à? Anh em thích tôi chơi hardcore à? Mai sinh tồn đảo khủng long à? Hardcore à? Bạn không có giường, cuối tôi cũng không có giường luôn anh ạ. Bò ơi. Anh chết rồi bò ơi. Anh cảm thấy ôi creeper. Tôi vẫn nhìn thấy rõ con creeper luôn anh ạ. Sinh tồn 1/2 team mắc căng thế. Sinh tồn zombie parasite. Sinh tồn đảo khủng long á. Sinh tồn mốt à? Mốt à? À, thực ra là tôi thấy là nó có một cái mod nó cũng khá là hay các bạn. Đó là mod cái gì ấy nhỉ? Sinh tồn trên đảo hoang. Và một cái mod nữa đó là sinh tồn một block đấy. Thì anh em có thích tôi chơi thử hai cái mod đấy không? Nó còn tầm 7 ngày nữa để tôi chơi thử một cái mod nào thôi. Đấy, thì anh em thích tôi chơi hardcore hay là chơi mod hay là gì? Anh em comment thêm tí nữa đi, sau đó tôi upstream anh em ạ. Hôm nay tới đây thôi. Đấy, tôi cho anh em được nhìn bầu trời thêm một tí nữa đấy, cho đẹp mắt anh em, cho đêm anh em dễ ngủ. Chiếu cái quái sáng, à sao à? Sao nó mới sáng này các bạn. Sao đấy.
sinh tồn 1 phần 2 block á. Chê mót hả? Ok các bạn, vậy thì có gì để tôi tính nhỉ? Có gì để tôi tính à, ngày mai mà. Ngày mai tôi sẽ cố gắng để tôi tìm cái gì gọi là nó phù hợp nhất cho anh em xem nhá. Nó vừa chill mà nó cũng vừa gọi là nó vừa hơi mới mẻ tí cho anh em được xem nhá. Ok. Thì cảm ơn anh em rất là nhiều vì xem đến tận đây. Hẹn gặp lại anh em buổi livestream ngày mai nhá. Bye bye anh em. Bye bye anh em. Bye bye. Bye bye anh em.